Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo. Kính thưa cụ ông, cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Hôm nay cũng là một nhân duyên chúng ta lại gặp nhau ở nơi này để cùng nhau chia sẻ qua lời châu ngọc của tổ thầy. Trong cuộc đời hành đạo của chúng tôi và quý vị, chúng ta rất là duyên may được Đức Tôn Sư kính yêu vô vàng để lại quyển sấm giảng thi văn toàn bộ để chúng ta hằng ngày học đọc, nghiên cứu, suy gẫm, làm theo để đi đến con đường giác ngộ giải thoát. Hôm nay là người tín đồ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo, dầu ở một góc độ nào, dầu ở một cái hoàn cảnh nào, nhưng theo chúng tôi nghĩ rằng nếu như mình không tìm hiểu học đọc là Đức Thầy thì đây là một điều hết sức là vô cùng thiếu sót và rất uổng cho cuộc đời tu hành của chúng ta. Ba lẽ ngày giờ này lời Đức Thầy là thuốc, trong khi đó thì tôi và quý vị chúng ta là những người đang bị bệnh. Nói chung thì nếu nói đến bệnh thì chúng ta có đa bệnh. Và Đức Phật là một vị gọi là y vương, Đức Thầy chúng ta cũng vậy, một vị dược sư. Cho nên Ngài đưa ra rất là nhiều cái lộ thuốc để nhằm chữa lành các cái căn bệnh của mấy đồng đạo chúng ta. Nếu bệnh chúng sanh mà ở thân bệnh thì theo tôi nghĩ rằng chúng ta không đáng bàn. Tuy nhiên những cái bệnh mà ở đây chúng ta có thể hiểu là mình muốn nói đến ở những cái tâm bệnh. Bởi vì nhiều khi một con người sống bên ngoài thì chúng ta thấy hạnh phúc lắm, yên lặng lắm, vui vẻ lắm. Nhưng mà trở về cái phần tâm linh thì chưa hẳn là như vậy. Nhiều khi ở trong tâm nó cũng héo xào, nhiều khi trong tâm nó chứa đầy phiền não. Mà nếu đời sống con người mà trong lòng có quá nhiều phiền não, có quá nhiều cái sự ưu phiền, lo âu, toan tính thì gần như chúng ta khổ lắm. Sống như vậy thì theo cái quan điểm của Phật giáo cũng như của Tam giáo thì rất uổng cho cái cuộc đời, uổng cho kiếp sống làm người. Bởi vì hôm nay tất cả chúng ta được làm người là một điều rất là khó, hy hữu. Cho nên thì theo chúng tôi nghĩ đó quý vị, mình cũng nên trân trọng những cái giây phút làm người này để chúng ta cố mà đi lên, để rồi chúng ta được hưởng trọn vẹn cái sự hạnh phúc. Và nếu muốn hưởng được cái sự trọn vẹn hạnh phúc ấy, để không còn phiền não, không còn âu lo, thì theo tôi nghĩ rằng mỗi đồng đạo chúng ta cần phải trở lại với giáo lý tình thương của Đức Thầy. Thì nói chung, nếu nói về tín đồ Phật giáo thì giờ này giáo lý Đức Thầy đã được phổ rộng, và tôi cũng rất là mừng khi đồng đạo chúng ta xa gần có điều học hỏi, nghiên cứu. Cho nên cái trình độ mà về nhận thức giáo lý của Đức Thầy, đối với đồng đạo giờ này thì chúng tôi thấy rằng nó rất là khởi sắc. Có thể là những cái thời gian trước, những thập niên trước thì đồng đạo cũng hiểu lý Đức Thầy, nhưng có thể chúng ta hiểu góc độ khác. Còn giờ này thì do cái phương tiện nghe nhìn gọi là thời buổi 4.0, có thể có đầy đủ điều kiện để mình nghiên cứu ở tại nhà là Đức Thầy, để chúng ta lấy đó mà tu niệm. Chỉ cần là mình có một cái sự sàng lọc thông tin, chúng ta phải tìm hiểu đúng cái nguồn chánh pháp
có thể mình một cái nguồn mà chúng ta có thể đặt trọn niềm tin là đúng là Đức Thầy, thì tôi tin chắc rằng mình tìm hiểu theo, làm theo thì nhất định chúng ta đạt kết quả. Tuy nhiên thì bên cạnh đó cũng tồn tại một số vấn đề. Như các trang mạng giờ này quý vị thấy đó, thì nó cũng có những cái vấn đề gọi là ngoài ý muốn. Tuy nhiên một hành giả cũng như tất cả đồng đạo chúng ta, khi mà mình nghiên cứu tại nhà, ở nhà học là Đức Thầy, thì cuốn sách giảng đó có rồi, ngoài chánh văn ra thì đồng đạo chúng ta còn phải tìm hiểu nghĩa. Mà nhiều khi rồi cái bản thân của chúng ta, như tôi cũng vậy, nó không đủ khả năng, cho nên còn phải vay mượn từ điển, còn phải vay mượn những người đi trước, còn phải vay mượn sự uyên bác của các bậc huynh trưởng, các bậc cao niên trí sĩ của đạo. Cho nên thì gần như cái sự nghiên cứu của mình nó phải đi đến ở nhiều góc độ như vậy. Và khi chúng ta có nghiên cứu được thấu đáo rồi thì mình mới cảm nhận thật sự là mình là người đang bệnh, và cho đến Đức Thầy là thuốc đó, để giúp cho chúng ta chữa lành các căn bệnh, để rồi mình có cuộc sống hạnh phúc an lạc. Có thể nói cái hạnh phúc an lạc là cái điều mà tất cả đồng đạo chúng ta ai cũng hướng đến. Tuy nhiên hạnh phúc an lạc ấy không phải dửng dưng mà đến với mình, mà phải do tất cả chúng ta tầm cầu. Thì hôm nay để đạt được sự an lạc hạnh phúc đó, thì có lẽ là trong cái buổi chia sẻ với Lý Đức Thầy, thì tôi và quý vị chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua hai câu giảng của Đức Thầy. Mà Đức Thầy đã dạy: xót lòng cậy nước ma ha, hớp vô ba hớp, ắt là lặng tâm. Thì chỉ ngắn gọn 14 chữ thôi, mà khi chúng ta đọc ra thì mình sẽ cảm nhận được có những cái sự bí ẩn ở bên trong. Nhất là hôm nay, xót lòng như thế nào, và nước Maha là nước gì, mà trong toàn bộ là Đức Thầy, Thầy cũng không giải nghĩa chữ Maha là gì cả. Và đặc biệt thì hớp vô ba hớp, tại sao không một hớp, tại sao không hai hớp, không bốn hớp, không nhiều hớp, mà Thầy chỉ dạy hớp vô ba hớp thôi. Cho nên thì theo tôi nghĩ rằng đây cũng là cái vấn đề mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Đây là một cái khuôn khổ học Phật để chúng ta tìm hiểu nghĩa, làm theo đắc đạo. Và đặc biệt khi chúng ta hớp đúng ba hớp này, thì Đức Thầy đã khẳng định là chúng ta sẽ được lặng tâm. Mà nếu như đồng đạo được lặng tâm thì gần như là chúng ta đã an lạc rồi, mình đã không còn phiền não rồi. Thì lúc đó mới thật sự là chúng ta hưởng được cái chân hạnh phúc của cuộc đời trong hiện tại. Và khi chúng ta bỏ kiếp thân này thì đương nhiên linh hồn chúng ta sẽ thác sinh vào một cái cảnh giới thanh tịnh. Bởi vì chúng ta được lặng tâm thì đương nhiên mình sẽ sanh về cái cảnh giới yên lặng. Còn ngược lại giờ này, nếu mà tâm chúng ta không lặng, tâm chúng ta nó vọng động, tâm chúng ta nó quá nhiều phiền não, thì khi mạng chung thì tôi khẳng định rằng mình sẽ thác sanh vào cái cảnh giới cũng như cái trong lòng mình vậy. Nếu lòng chúng ta là thiên đàng, nếu lòng chúng ta là thánh thiện, nếu lòng chúng ta an lạc là cực lạc, thì mình sẽ sanh về cảnh thiên đàng, về cảnh thánh thiện, về cảnh cực lạc. Còn nếu hiện tại lòng đồng đạo chúng ta quá phiền não, mà Thầy dùng cái từ là phiền não ngăn che chân tâm mà ám, trong lòng chúng ta quá chứa nhiều cái sự thương ghét, thì nhất định kiếp sau chúng ta đó quý vị, mình sẽ sanh vào thế giới, phải nói rõ là tranh giành, khổ cực, phiền não, thương ghét, để rồi chúng ta thọ nhận những cái gì mà nơi tâm địa chúng ta hàng ngày đã phát sinh. Thì đây còn gọi là một sự cảm ứng. Nếu nói về duy tâm thì đây là sự cảm ứng. Khi tâm chúng ta ứng cái gì, cảm cái gì, thì mình sẽ được sau này cái cả cái cảnh ấy sẽ ứng với mình. Còn nếu nói về nhân quả thì khi tâm chúng ta sống trong một trạng thái phiền não, âu lo, thương ghét, thì đấy là cái nhân và cái quả, thì mình sẽ sanh vào cảnh giới chẳng lành như chúng tôi vừa nói. Như vậy thì hai câu giảng này thì đồng đạo đã hiểu rồi, trước đó Đức Thầy đã dạy rồi: non cao nhiều thú cáo xà, trừ lòi độc địa mới là yên thân. Biết sao cho toại lòng dân, kẻ ưa đạo đức người cần vinh hoa. Mà ta là xót lòng cái nước ma ha, hớp vô ba hớp mắt là lặng tâm, tới thân khùng điên vắng cốc thầm.
cửa mình cũng tưởng giấc nằm đâu an. Như vậy thì đây là hai câu mà lại Đức Thầy sáng tác trong một cái thánh phẩm hết sức đặc biệt, mà Ngài đã viết vào ngày mùng 1 tháng 4 năm Canh Thìn, với cái nhan đề mà do chính tay Ngài đề tựa, đó là Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi. Thì trong trên 217 bài thi văn, thì giờ này quý đồng đạo chúng ta đã nằm lòng rồi. Thì theo tôi nghĩ rằng cái thánh phẩm Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi là một trong các thánh phẩm rất là quan trọng. Bởi lẽ nghe qua cái tựa đề này, chúng ta hiểu rằng Đức Thầy trước khi sắp sửa rời xa bổn đạo một thời gian, thì Đức Thầy đã để lại cái quyển này trong một hoàn cảnh hết sức là cực kỳ khó khăn, mà Ngài đã xác định rằng bao nhiêu tâm não gốc tôm dặn dò kỹ lưỡng trong nôm khắp cùng. Vì vậy cho nên thánh phẩm này nó rất là quan trọng đối với chúng ta. Và đặc biệt thì sự quan trọng ấy nó ở nhiều câu, trong đó chúng ta sẽ tìm hiểu hai câu giảng này. Thì chúng tôi cũng xin tranh thủ vào thời gian, vào cái sự chia sẻ để rút bớt thời gian cho quý vị. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu từ ngữ xót lòng là gì. Thì theo Hán Việt từ điển, cũng như từ Việt từ điển tiếng Việt, chữ xót tức là nóng rát, chữ xót là bứt rứt, rai rứt, không có được yên. Cho nên cái chữ xót này, nếu chúng ta hiểu về nghĩa đen là như chúng tôi vừa trình bày, nó bứt rứt, nó bực bội, nó gần như nó có những cái gì đó nó làm cho lòng chúng ta không an. Còn lòng là tâm rồi, lòng là những cái tư tưởng bên trong. Còn nếu chúng ta nói về nghĩa bóng thì xót lòng ở đây có nghĩa là cái tư tưởng của mình nó đang bị ô nhiễm trầm trọng vào danh, vào lợi, vào tình. Có nghĩa rằng cái tư tưởng mình nó gần như là nó không ở một chỗ. Mà đúng như là Đức Phật đã diễn tả là tâm viên ý mã. Tâm chúng ta như con khỉ truyền cành, như con ngựa rong đồng nội, nó không ở một chỗ. Và cái sự rát lòng này có thể chúng ta hiểu, cái sự xót lòng này có thể chúng ta hiểu một đoạn mà Đức Thầy đã diễn trong tà niệm. Còn cũng tưởng, mất cũng tưởng, có cũng tưởng, không cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thương cũng tưởng, ghét cũng tưởng, rồi thất tình lục dục. Rồi bắt buộc con người phải phí biết bao nhiêu tâm cơ, bao nhiêu trí não phụng sự nó. Rồi danh lợi cảm tình quý quyền phú quý được hàng ngày ghi nhớ. Thì với cái sự ghi nhớ ấy thì chúng ta thấy rõ rằng làm cho con người chúng ta rất là khổ. Cho nên theo tôi nghĩ rằng đó quý vị, trong lòng của tôi và quý vị mà khi chúng ta chưa tu đó, thì chắc là lẽ là lúc nào chúng ta cũng thấy thiếu thốn hết. Nó đặc biệt bởi trong lòng của mình nó gần như nó không đủ quý vị. Khi mà chúng ta ở một cái đoạn nghèo thì mình muốn mình được khá giả là được rồi. Nhưng khi chúng ta được khá giả rồi thì mình đòi được hơn nữa. Khi chúng ta được có con thì mong rằng mình được, khi mình chưa có con thì mong rằng được có con. Nhưng khi có con rồi thì mình lại muốn con mình phải học giỏi, con mình phải thông minh, con mình phải hiếu thảo với mình, vân vân và vân vân. Vì vậy cho nên cái việc vì gì mà đến với mình thì gần như mình vui, nhưng mà cái niềm vui ấy nó không ở một chỗ, nó không dừng lại mà chúng ta còn muốn hơn nữa. Cho nên gần như trong lòng của mình lúc nào nó cũng thiếu thốn hết. Vả sử như cái người mình thương mà xa vắng mình thì mình đau xót, mình thương nhớ, thì đó là xót lòng đó. Rồi cái người mình ghét thì mình cũng đau xót luôn, mình cũng xót lòng nữa. Cho nên thương thì cũng xót lòng, mà ghét cũng xót lòng. Từ đó cho nên nó mới sinh ra một cái sự phiền não. Và đặc biệt một điều, đó là một cái nguyên nhân nó làm cho tâm chúng ta tối. Quý vị có hình dung không? Vả sử như quý vị thương người nào đó đó, thì chỉ cần vắng người đó trong vài giờ thôi, trong vài ngày thôi, không được nghe tiếng nói người đó qua điện thoại, không được đọc tin nhắn của người đó, thì quý vị thấy mình xốn xa lắm, bức rứt lắm, tức tối lắm. Nhiều khi mình thấy mình không có an, tâm của mình nó chạy đi đâu thì phải. Thì đó là cái trường hợp xót lòng đó, rất rõ đó. Mà theo tôi nghĩ rằng tư tưởng chung thì cuộc đời của mình đương nhiên có thương rồi ha. Cho nên mình sẽ cảm nhận điều đó. Rồi ngược lại chúng ta ghét người nào đó đó, thì khi mình ghét người ta thì lòng mình bức rứt, tức tối lắm, tìm cách trả thù. Và mình sợ mình không bằng người ta, rồi mình thấy người ta hơn mình cũng bức rứt nữa. Thì đó là xót lòng đó.
rồi mình ham muốn một món nào đó, thì gần lúc nào có tâm trí mình giả sử ham muốn một chiếc xe đi chẳng hạn, thì gần như giờ nào cái tâm mình cũng hướng về chiếc xe đó. Và giả là chúng ta đang ham muốn một chiếc điện thoại thì lòng mình lúc nào cũng hướng cái các cái chiếc điện thoại ấy đó. Và lúc nào chúng ta cũng tìm cầu làm sao mình đủ tiền để mua một cái vật sở hữu mình đang đang ham muốn, thì đó là xót lòng đó. Cho nên tụ trung lại thì sống trong cái cõi đời phải nói rõ là nói nếu nói theo là Đức Thầy đó, cõi đời này gọi là áp thế ngũ trược. Nếu nói theo định lý vô thường thì đây là cõi đời giả tạm. Vẫn biết cuộc đời là giả tạm, vẫn biết cái sự thương ghét đó nó không trường tồn, nó chỉ hại mình thôi quý vị à. Nhưng mà con người chúng ta thì lại cuốn vào đó để rồi chúng ta phải chịu khổ. Và cái sự khổ này đâu phải nó khổ ở trong một kiếp hiện tại đâu quý đồng đạo. Ngoài cái việc nó khổ trong hiện tại ra, nó còn khổ tương lai, nó khổ ở kiếp sau, rồi từ kiếp sau đó nó khổ luôn cái kiếp sau nữa, khổ hoài, nó càng ngày đưa chúng ta đi xuống không ngừng. Chỉ cần chúng ta nắm bắt được cái giềng mối đó, mình cắt đứt ngang thì lúc đó mới hết khổ. Cho nên Đức Thầy mới dạy là cậy nước ma ha nè, cậy là nương nhờ. Đức Thầy đưa ra một cái phương pháp khi chúng ta tìm hiểu cái nghĩa từ cái từ xót lòng, thì theo tôi nghĩ rằng mình bàn nãy giờ nhiêu đủ rồi. Chứ thật chắc ra thì con người của mình nói chung á quý vị, nó vừa bản ngã, nó vừa ích kỷ, gọi là cái ta đáng ghét đó. Nhiều khi tôi còn ghét tôi quý vị. Có những cái chuyện mình không nên nghĩ, mình không nên nhớ, nhưng mình vẫn nghĩ vẫn nhớ hoài à. Rồi có những cái chuyện mình không nên ghét, mà đôi khi rồi nó cũng có những cái tư tưởng mà chúng ta không hài lòng cho mình. Chắc có lẽ là quý đồng đạo ở đây ngồi đây nhìn thấy nghe tôi đang trình bày, quý vị tư tưởng cũng giống như tôi. Thật ra mình không hài lòng mình, trừ khi những người mà không biết nhìn mình, chỉ nhìn thiên hạ, thì những vị đó là chúng ta không bàn. Còn những người mà phản quang tự kỷ bổn phận sự đó, mỗi đồng đạo chúng ta mà chỉ quay lại nhìn chính mình đi, thì quý vị sẽ cảm nhận được rằng mình còn không hài lòng ở chính mình, huống hồ chi mà đối với người khác. Thì đây là một cái điều đương nhiên đồng đạo à. Chúng ta nhiều khi không hài lòng ở chính mình, huống hồ chi mà đối với người khác. Cho nên thì lòng chúng ta lúc nào nó cũng xót hết, lúc nào nó cũng rát hết, lúc nào cũng nóng rát hết, lúc nào nó cũng có những cái phải nói rõ là những cái bất kịch ý hết. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới dạy là cậy nước ma ha. Theo từ điển Hán Việt đó, chữ ma ha là đại, là rộng lớn. Chữ ma ha là rộng lớn à. Cho nên nếu như nó phụ vào chữ đạo, đạo ma ha, thì đây là đạo rộng lớn. Cho nên đặc biệt cái sự rộng lớn này, mà đặc biệt thầy dùng cái từ nước, thì theo tôi nghĩ ở đây, đây chúng ta hiểu được tiếng lóng thôi, chứ chúng ta không hiểu nghĩa đen. Nước ma ha là một cái nguồn suối pháp, còn gọi là cái nguồn đại đạo. Bởi vì nếu nói về cái nghĩa, sáu nghĩa chữ kinh đó, thì trong đó có cái nghĩa là tuyền dũng, rồi xuất sanh, rồi hiển thị, vân vân, sáu nghĩa chữ kinh đó. Thì đặc biệt tuyền dũng là gì? Tuyền dũng tức là ý muốn nói rằng giáo lý nhà Phật là kinh Phật đó, cũng như một cái nguồn suối pháp vậy đó, nguồn suối pháp. Vì vậy cho nên từ xưa đến nay, từ thời Đức Phật đến giờ, mà nếu nói về cái nguồn đại đạo đó, nó rộng lớn lắm. Cho nên các kinh sách đều mượn cái từ ma ha. Ma ha là đại, là rộng lớn, chỉ cho cái nguồn suối pháp. Thì thật chắc ra thì mỗi đồng đạo chúng ta sống ở đây giống như mình là những người đang khát nước, đúng không? Mình là những người đang khô hạn, mà Đức Thầy đã dạy trong bài Không Buồn Ngủ rồi, tức là hạn đã sâu, non giếng cạn cạn mòn, cỏ cây khô héo thon gion, nay nhờ mưa đượm mà còn khát khao, nghĩ đến đây gió ào ào thổi, ngẩng mình ra nhìn ngọn đông phong. Như vậy thì Đức Thầy chúng ta ra đời mở đạo, thì Ngài tức là gọi nhừng ân Thánh Đế, Ngài ban một cái cơn mưa pháp, gọi là con thiền đại đạo. Cho nên lời Đức Thầy là mưa pháp, Đức Thầy thuyết pháp độ đời, Đức Thầy viết xâm thi độ đời, thì đây là những cơn mưa pháp. Vì vậy cho nên cậy nước ma ha, tức là ý muốn nói đây là cái nguồn đại đạo của Đức Thầy. Giống như Thầy dạy là ma ha thòn nhỏ dọn ròi đá, bước xuống đi qua bến giác mà,
sao hải chần chờ ta réo mãi, mặt tình xem giảng cứ ngâm nga. Hoặc là ma ha, thòn nhỏ đã dọn rồi, chèo lái trương bườm chẳng thật là chớ thả trôi, mà Đức Thầy đã dạy. Như vậy thì ma ha để chúng ta hiểu ngay, tức là mình trở lại với lý Đức Thầy. Giáo lý Đức Thầy là đại đạo, là đạo lớn, là ma ha. Cho nên đoạn khác Thầy cũng dạy rằng là ở nhiều chỗ Đức Thầy dùng cái từ ma ha đồng đạo ạ. Kính thưa đồng đạo, thì chúng tôi chỉ nói gọn thôi. Vì vậy cho nên hôm nay để giải quyết cái sự xót lòng này nè, thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải trở lại với cái nguồn chân lý của Đức Thầy. Sám giảng thi văn toàn bộ là ma ha, là đại đạo. Như chúng tôi vừa nói là nó đâu, nếu như đồng đạo có trở lại là Đức Thầy, có học đọc là Đức Thầy, chúng ta có nghe là Đức Thầy, thì đó là chúng ta đang tắm mình trong dòng suối mát. Chim khôn tìm kiếm nước trong, người sư khôn mau sớm rửa lòng bận nhơ. Vì vậy cho nên chính vì cái lòng chúng ta nhơ bận, cái tâm chúng ta u uế, hầu đó giờ mình đâu có tắm cái tâm mình đâu, đúng không? Mình chỉ tắm cái thân không à đồng đạo à. Chính vì chúng ta không chịu tắm cái thân này, nên cái thân này nó nhiễm quá nhiều quy khuẩn, nó nhiễm quá nhiều trần cảnh, nó nhiễm quá nhiều cái sự thương ghét. Có thể chúng ta hiểu lại đó không ngoài thất tình lục dục, đó là những chất ô uế đó. Vì vậy cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta cũng phải cần tắm mình trong dòng suối pháp. Mỗi khi chúng ta nghe một bài thuyết giảng, mỗi khi chúng ta nghe một đoạn giảng, mỗi khi chúng ta học thuộc lòng một hai câu giảng Đức Thầy, thì lúc đó là chúng ta đang tắm mình, chúng ta đang rửa mình, đang tắm mình trong dòng suối mát. Mà nếu như ngày nào chúng ta cũng tắm mình, giờ nào chúng ta cũng tắm mình, phút nào chúng ta cũng tắm mình, đúng như câu là sớm tối đi nằm y chánh pháp, thầy nguyền dắt đến cảnh Long Hoa, thì tôi tin chắc rằng con người chúng ta sẽ không còn ô uế nữa, tâm chúng ta sẽ không còn ô uế nữa quý vị. Có thể rằng lúc này chúng ta giữa trong và ngoài đều sạch sẽ cả, bởi mình đã mượn được cái nước nguồn ma ha, cái nguồn đại đạo rồi, để chúng ta tắm mình rồi. Thì khi mà mình tắm mình trong nguồn suối pháp đó, thì lúc bây giờ cả một cái tâm thần chúng ta nó đều được giáo lý Đức Thầy chuyển hóa. Cho nên lúc bây giờ chúng ta không còn mặn miệng nữa, chúng ta không còn xót lòng nữa. Bởi vì khi mình đã tắm mình trong dòng suối mát ấy rồi, thì tôi tin chắc rằng mình đâu còn nghĩ chuyện thương ghét. Giả sử chúng ta còn thương ghét đi chăng thì ở một góc độ nào đó thôi. Giống như tôi bây giờ cũng vậy nè, cũng còn xương thương ghét vậy. Nhưng mà khi lúc nào mà tâm chúng tôi không nghĩ giáo lý Đức Thầy, không nghĩ đến các bài thuyết giảng đó, thì tôi còn thương ghét. Còn những lúc mà thuyết giảng nhiều, một ngày một điểm, hai điểm, ba điểm gì đó, thì gần lúc đó tâm tôi đâu còn thương ghét nữa. Bởi vì đâu có ở không đâu mà thương ghét. Lúc bây giờ tâm mình chỉ nghĩ là Đức Thầy, rồi một lát lên diễn đàn nè, rồi phải nói cái gì đây cho đồng đạo mình, phải suy nghĩ, phải tập trung tư tưởng để tìm những cái điều tối ưu nhất, những cái mẫu chuyện hay nhất để cống hiến những cái bài Phật Pháp tuyệt vời nhất cho đồng đạo chúng ta nghe hiểu mà tu. Bởi vì cho nên phải đầu tư như vậy thì chúng ta đâu có còn nghĩ chuyện thương ghét nữa. Nhưng mà cái tôi sợ nhất là lúc chúng ta ở không, lúc chúng ta quên, mình quên học là Đức Thầy, mình quên niệm Phật, thì lúc ấy tâm chúng ta sự thương ghét nó tranh, nó dành vào đó. Thì đó là cái nguyên nhân xót lòng. Cho nên hôm nay nếu đồng đạo có học đầu lúc đọc là Đức Thầy, thì tôi tin chắc rằng cái khoảng thời gian mà chúng ta nghiên cứu đó, thì khoảng thời gian đó chúng ta sẽ lấp đầy cái sự tinh hoa của Phật Pháp. Thời gian ấy thời gian an lạc nhất của gì ạ à? Bởi vì thời gian ấy chúng ta đang uống thuốc. Thì dầu mình đang phiền phức chuyện gia đình, mình đang gặp một tai nạn nào đó, mà mình đọc ngay là Đức Thầy ngay ở cái khoảng đó, cái điều đó, thì lúc bây giờ chúng ta an. Mà nhiều đồng đạo thì cũng nói chung thì cũng có bộc bạch cái niềm tâm sự với tôi. Đáng lẽ buồn lắm, đáng lẽ khổ lắm, đáng lẽ bất mãn lắm, gần như không có còn muốn sống nữa thì phải. Nhưng mà bất chợt nghe một bài thuyết giảng, bất chợt nghe một đoạn giảng của Đức Thầy, thì gần như sống vậy, tức là giật dậy, sống dậy, thì những cái sự phiền não ấy nó tan biến mất. Thì đó là cái diệu dụng của nước ma ha đồng đạo. Bản thân tôi hồi đó cũng vậy, cũng có những lúc mình bi quan lắm, cũng có những lúc phiền não ghê lắm, bởi mình là chúng sanh mà. Nhưng mà nhờ là Đức Thầy là cái phao để vớt chúng ta lên. Cho nên nếu mà còn học đọc là Đức Thầy, chúng ta còn tìm hiểu là Đức Thầy, thì chúng ta sẽ có con đường sống. Vì vậy cho nên những cái mà thường thường chúng tôi chia sẻ quý vị, thì đa phần là chúng tôi rút tỉa từ bản thân của mình.
Tức là những cái mà mình đã kinh hoa rồi, những cái mà gần như mình đã cảm nhận được. Cho nên quý vị ráng học đọc làm sao đó mà đồng đạo chúng ta đạt được cái ý mà thầy dạy đó. À, tức là đạo hiểu rồi, ngon tợ của anh em đó, hoặc là mùi đạo diệu của anh em khó sánh đó. Một cái thì thầy viết trong cái bài Năng Thơ, một cái thầy viết trong cái bài Chống Tham Tháng Ngà. Thì khi làm sao mà chúng ta hiểu đạo một cách hết sức là sâu sắc rồi, mình cảm nhận là Đức Thầy nó ngon, nó ngọt, nó gần như giúp cho mình an lạc, thì lúc bây giờ chúng ta không còn phiền não nữa, không còn xót lòng nữa. Kính thưa đồng đạo, cho nên khi chúng ta hiểu đến đó rồi, khi mà chúng ta tìm hiểu đến nguồn thi thơ Đức Thầy rồi, đến kho tàng pháp bảo rồi, đã tắm mình trong cái nguồn nước ma ha đại đạo Đức Thầy rồi, thì lúc bây giờ trong cái nguồn đại đạo này, Đức Thầy lại dạy chúng ta rút ra hớp vô ba hớp thôi. Nhất định là lặng tâm, chữ ắt chứ là nhất định đó. Ở câu thứ hai, hớp vô ba hớp ắt là lặng tâm, chữ ắt là nhất định. Như vậy thì đến đây chúng ta lại có một cái gì đó hơi hơi ngạc nhiên và rất là hoan hỷ. Bởi vì trong chấm thi Đức Thầy rất nhiều, dầu rằng nếu nói về con số chữ thì không nhiều lắm, chưa được 100.000 từ. Nếu nói về câu cú, về chữ viết thì trên dưới khoảng 500 trang, không nhiều lắm. Nhưng mà đặc biệt thì trong thời kỳ này thầy dạy chúng ta ưu việt lắm, cái quan trọng hớp ba hớp thôi. Thì kính thưa đồng đạo, nghe Đức Thầy giới thiệu hớp, hớp vô ba hớp đó, thì thật ra thì tôi và quý vị chúng ta rất là quan tâm. Bởi vì mình cũng muốn hiểu rằng hớp ba hớp này như thế nào. Và cái kết quả là nhất định, chữ ắt là nhất định, lặng tâm. À, nghe nói vấn đề này thì chúng ta nôn lắm. Thì nói chung từ trước đến giờ thì ba hớp này thì nhiều vị tiền bối của mình thì giải nghĩa nó cũng nhiều ý lắm. Bởi vì pháp bất định pháp mà. Quý vị nói khác, tôi nói khác. Nhưng mà cái khác ấy không phải là người đúng người sai. Bởi vì ngũ thập tam gia tri kiến giải mà 53 ông đại đức giải con bài pháp Đức Phật thôi, có một câu bài kệ thôi. Nhưng mỗi ông giải không giống nhau. A Nan mới ngạc nhiên hỏi Đức Phật: "Ủa vậy 53 ông này ai mới là cái người hiểu đúng?" Thì Đức Phật nói ai cũng đúng hết đó. Mỗi người đúng có một khía cạnh. Vì vậy cho nên tôi nhớ trước đây thì trong quá trình tôi nghiên cứu thì có nhiều đồng đạo giải nghĩa ba hớp này đó, tức là Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Thì khi nói về ba hớp Phật Pháp Tăng thì chúng ta nghĩ cũng đúng nữa. Bởi vì Phật Pháp Tăng là phải nói rõ là gần như là nó tổng thể rồi. Đây là cái điều tổng thể rồi, hằng hữu. Bởi vì hôm nay nhờ Phật Pháp Tăng mới khai mở chúng ta có được trí huệ sáng suốt nè. Có Phật Pháp Tăng mới giúp cho chúng ta giải thoát nè. Cho nên cũng có thể hiểu một cách tổng thể đó, ba hớp này Phật Pháp Tăng. Rồi lại có người hỏi, lại có người lại hiểu rằng ba hớp này là giới định huệ. Thì chúng ta không phủ nhận, cũng có thể là giới định huệ là ba hớp. Bởi vì giới định huệ nhờ giữ giới mà sanh định, nhờ trí huệ phát khai. Thì khi trí huệ phát khai là lặng tâm rồi, đúng không đồng đạo? Đây cũng là điều căn bản giới định huệ. Ba hớp này cũng là cái điều căn bản. Chúng tôi cũng có trình bày các ý đó. Nhưng mà theo tôi đó, thì chúng ta căn cứ là Đức Thầy thì nó lại có một yếu tố nó chúng ta thấy nó phù hợp một chút. Cho nên ba hớp này theo chúng tôi nghĩ đó, đó là ta cũng nên bố thí, nhẫn nhục, trì giới để độ tham sân si. Vì vậy cho nên ba hớp này nó rơi vào chỗ Bồ Tát hạnh đồng đạo. Hớp thứ nhất là chúng ta bố thí, hớp thứ nhì chúng ta nhẫn nhịn, hớp thứ ba là chúng ta trì giới. Thì nếu như đồng đạo hớp ba hớp này thì tôi tin chắc rằng chúng ta lặng tâm. Mà thật sự, bởi vì đây là một cái chương trình tu học của Đại Thừa, của Bồ Tát hạnh, mà đồng đạo đã nằm lòng rồi. Trong lục độ vạn hạnh của chư Bồ Tát gồm có bố thí, nhẫn nhục, trì giới, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thì đây là một cái chương trình tu học của Bồ Tát. Mà đặc biệt Đức Thầy đưa ra ba hớp này theo cái hiểu chúng tôi, bố thí, nhẫn nhục, trì giới, thì lại là ba trong lục độ vạn hạnh. Và đặc biệt khi mà chúng ta có thực hiện được ba hớp này thì gần như mình đã đi đúng theo chương trình Bồ Tát hạnh. Mà thật sự là vậy. Bởi vì giờ này khi chúng ta nhắc đến ba hớp này thì đồng đạo suy gẫm giùm cho tôi, có phải chăng hôm nay cũng vì lòng tham,
cũng vì sự sân nộ, cũng vì cái sự mê si. Ba cái này là ba cái chủ ý, ba cái chủ thể trong tâm ý của mình, và chính ba cái này là nguyên nhân chính nó làm chúng ta xót lòng quý vị. Thì tụ chung lại thì con người chúng ta lẫn quẩn không ngoài ba cái này quý vị à. Ba cái này là nguồn gốc của sanh tử luân hồi nè. Ba cái này là tam độc chướng, là ma phương, là bệnh, là phiền não, là địa ngục, là tam ác đạo. Không ngoài ba cái này. Cũng vì ba cái này mà chúng ta lẫn đận lao đao rồi đó, giờ biết bao nhiêu đời nhiêu kiếp rồi. Thì rõ ràng cũng chỉ lòng tham mà thầy đã giải nghĩa rồi. Tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế, những sự ấy đã sau đấy con người vào chẳng biết bao nhiêu cuộc chiến đấu ác liệt, gây nên những thảm họa tày trời, những tấn tuồng giặc giả. Thì cũng chính vì chúng ta tham quá nhiều nè, như tôi nói hồi nãy nè, biết sao để được túi tham, không ngăn không đái càng làm không kiên. Chính vì chúng ta tham nhiều quá, cho nên ông bà mình nói làm sao, tham thì thâm. Vì vậy cho nên chúng ta tham nhiều quá, mình mới xót lòng, mình mới bức rứt, mới tức tối, mới bực bội. Thì đó là hoàn toàn do tham mà ra quý vị ạ. Do lòng tham chúng ta đó. Cho nên thầy mới dạy là ngày giờ nào loài người bỏ được tánh ham muốn của mình, ngày giờ ấy bớt được một phần lớn sự khổ. Cho nên hôm nay để trừ cái xót lòng thứ nhất này, thì chúng ta hớp hớp đầu tiên chúng ta phải bố thí. Mà thầy dạy là muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí diệt lòng ích kỷ. Như vậy thì hôm nay chúng ta muốn được lặng tâm, muốn được tâm mình yên lặng, muốn diệt trừ lòng tham, thì yếu tố đầu tiên chúng ta bố thí thôi. Đối với đề tu của mình thì bố thí là một cái công hạnh của Bồ Tát. Nói mà bao nhiêu thôi, chúng ta đủ chứng quả Bồ Tát rồi, đủ về cõi Phật rồi. Bởi vì cũng có nhiều đồng đạo là nhận định rằng bố thí không được về cõi Phật. Xin thưa là không sai chỗ gì. Đã bố thí là công hạnh của Bồ Tát rồi mà làm sao không về cõi Phật được. Về không được là do chúng ta không đúng thôi à. Chứ nếu như giờ này đồng đạo chúng ta sẵn sàng hết lòng với một cái tâm hoan hỷ, một cái tâm hoan hỷ thương người, để chúng ta làm cái công tác bố thí giúp đời. Bố là ban ra, giải ra, thí là cấp cho, bố thí là ban đại khắp cho, cùng khắp những người đang thiếu thốn từ vật chất lẫn tinh thần. Nếu đã xả thân tầm đạo đức, mở lòng bố thí ngộ thần ca, thì gần như chúng ta giải thoát rồi. Kính thưa đồng đạo, cho nên một người mà có một cái tâm hoan hỷ, cái tâm thương người, cái tâm bố thí rồi, thì tôi tin chắc rằng con người này lúc nào cũng an vui. Đồng đạo cảm nhận không? Khi mà trong lòng chúng ta nó có nhiều cái sự phiền não, mà nếu đồng đạo làm một cái điều gì đó có lợi cho người, có lợi cho quần sanh, trong cái công tác bố thí thì chúng ta thấy mình hoan hỷ lắm, mình hạnh phúc lắm. Khi mà chúng ta cho một người nào đó, mình ban tặng một cái niềm vui cho người nào đó, thì con người chúng ta nó hoan hỷ, nó vui vẻ lắm. Thì trạng thái đó chúng ta lặng tâm đó đồng đạo. Còn ngược lại, khi mà chúng ta thấy người ta khổ mà mình không có khả năng giúp đỡ được, thì lúc bây giờ lòng chúng ta bức rứt lắm, nó vẫn còn xót lòng, tức tối lắm, bức rứt lắm. Huống hồ chi mà khi chúng ta hại người thì còn khổ biết bao nhiêu mà nói, cái lương tâm nó cắn rứt biết bao nhiêu mà nói. Vì vậy cho nên theo cái hiểu chúng tôi đó, cái xót lòng, cái hốp đầu tiên này, thì đồng đạo chúng ta phải bố thí. Cho nên hôm nay quý vị biết rằng cái con đường về cõi Phật nó không xa, mà nó cũng không gần. Tuy vậy nếu chúng ta muốn được về cõi Phật, thì yếu tố đầu tiên chúng ta lập thân cõi trần. Yếu tố đầu tiên chúng ta phải có phương tiện, có thuyền bè. Thì hôm nay bố thí là một phương tiện, là một thuyền bè nè, để giúp cho chúng ta đầy đủ điều kiện được về cõi Phật. Cho nên hôm nay nếu người tu mà không làm từ thiện, không bố thí, thì xin thưa rằng hầu như chúng ta còn thiếu. Mà thầy đã dạy là điều cần yếu phải làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả các điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch nè. Ấy cho nên hôm nay mà chúng ta bố thí, đồng đạo biết nó có nhiều cái điều lợi lắm quý vị ạ. Cái yếu tố đầu tiên là lợi mình trước đi. Bởi vì khi chúng ta bố thí thì về tâm lý, cái tâm chúng ta hoan hỷ lắm, thì lúc bây giờ mình cũng không còn tham lam nữa quý vị. Bởi vì nhiều khi tiền của mình mà mình còn dám đem ra cho người khác với một cái tâm thành, thì theo tôi nghĩ rằng lúc bây giờ mình không còn tính toán nữa. Cho nên những đồng đạo nào mà chúng ta còn tính toán đó, thì trừ khi đồng đạo không biết làm từ thiện, không biết bố thí, mình mới bo bo giữ thiện kiến sai lầm, mình mới bo bo giữ của, giữ cái giả nè.
Còn những đồng đạo nào mà dám xuất tiền của mình ra bố thí nhiều chừng nào thì bao nhiêu là chúng ta đủ hiểu cái người ấy. Phải nói rõ là họ không có còn ham muốn nữa. Đôi khi họ cũng ham muốn được nhiều tiền để làm từ thiện. Chứ họ không phải là ham muốn có nhiều tiền để cung phụng cho xác thân giả tạm của họ. Ấy thì đó là cái điều thực tế nhất đó đồng đạo. Rồi cái điều lợi thứ hai nữa, khi chúng ta làm việc bố thí thì cái người xung quanh của mình sẽ được hưởng, hưởng những cái hồng ân, những cái mà chúng ta đem có lợi lạc cho họ. Rồi cái điều thứ ba nữa, hôm nay mà khi chúng ta làm công tác bố thí đó thì cái nguồn đại đạo này, cái nguồn tôn giáo chúng ta được hưởng. Bởi vì đạo của mình là đạo làm từ thiện, đạo của mình là đạo thương người, mà Đức Thầy đã dạy là đạo Phật là đạo từ bi, bác ái, dĩ đức, háo sanh, khoan hồng, đại độ, tuy tình thế đổi thay cho tấm lòng nhân chẳng đổi. Thì bao nhiêu chúng ta thấy đủ rồi. Vì vậy cho nên hôm nay chỉ cần hớp hớp này đầu tiên này thôi, thì theo tôi thấy rằng là chúng ta bớt đi cái rác lòng một phần nữa, bớt đi cái xót lòng phần nữa rồi. Chúng ta nói gọn thôi, đồng đạo hiểu rồi. Rồi cái hớp thứ hai là gì? Là chúng ta phải nhẫn nhục. Cái này hớp này nó khó đồng đạo à. Hớp bố thí vậy cho nó dễ, còn cái hớp nhẫn nhục nó khó lắm. Bởi vì hôm nay trong lộ trình tu hành của mình thì đồng đạo biết rằng cái sân nộ là một yếu tố duy nhất, quan trọng nhất trong các yếu tố, nó cản con đường chúng ta về cõi Phật quý vị. Cho nên đồng đạo mình thấy thực tế một chút, cũng có những người tu hành lâu năm rồi, mình thấy cái đạo hạnh, đạo mẫu rất là cao, nhưng mà chưa hẳn là hoàn toàn, phải nói rõ là diệt trừ được cái tánh sân nộ. Đôi khi chúng ta cũng diệt trừ nữa, nhưng mà nhiều khi chúng ta diệt trừ một phần nào đó ở tướng thôi, trong tâm chúng ta vẫn còn hận, vẫn còn hờn, vẫn còn phiền não, thì đó là cái nguyên nhân làm chúng ta rác lòng đó, phải không đồng đạo? Chứ nếu như tất cả chúng ta phải nói rõ là thực hiện đúng theo cái công thức nhẫn nhục mà Đức Thầy đã dạy là ráng nhẫn trăm phần dầu khó nhẫn, hoặc là làm dân bá nhẫn thị lương hiền, chữ nhẫn lời truyền Phật thánh tiên, gương trước hớn tần hàng tính nhẫn, đã không khổ nhọc khỏi ưu phiền, thì nếu như chúng ta cố gắng nhẫn được như vậy thì tôi tin chắc là chúng ta không còn phiền não. Cho nên hành giả giờ này tu hành đó, theo tôi nghĩ rằng là đồng đạo, không phải là tôi ăn chay nhiều năm đạo cao, không phải tôi hiểu giáo lý Đức Thầy nhiều rồi đạo cao đâu, không phải tôi cúng lại nhiều, niệm Phật nhiều đạo cao đâu. Mà đạo cao ở đây có thể thể hiện ngay ở đức nhẫn. Nếu mà chúng ta nhẫn nhục nhiều chừng nào, nhẫn nhục hay giỏi chừng nào, thì theo tôi nghĩ rằng đạo chúng ta nó cao. Kính thưa đồng đạo, còn nếu như giờ này mình ăn chay, mình niệm Phật, mình làm lành, mình thông suốt kinh điển, mà chỉ cần chúng ta bất nhẫn thôi, chỉ cần sân si nó nổi lên thôi, thì bao nhiêu đó nó đủ cướp đi công đức người tu chúng ta rồi. Rất rõ ràng. Đây là mình bàn một cách hết sức là tế nhị trong thực tế quý vị ạ. Cho nên Đức Phật mới dạy là nhất niệm sân tâm khởi, bá nghiệp bá dạng chướng môn khai. Nghĩa là một chỉ cần một niệm sân hận nổi lên thôi, muôn ngàn cái cửa nghiệp chướng nó mở rộng quý vị. Hay hoặc là nhất niệm sân tinh chi quả, năng thiêu dạng phảnh công đức chi sơn. Một đốm lửa nổi lên thôi nó thiêu cháy cả đường công đức. Cho nên hôm nay đó, cũng chính vì cái tánh sân nộ này làm mình quá xót lòng rồi, đúng không? Do đó trên cái nguồn đại đạo của Bồ Tát Hạnh, Đức Phật và Đức Thầy mới dạy chúng ta cái phương pháp nhẫn nhục. Cho nên hôm nay chúng ta phải nhẫn. Cái chữ nhẫn này nó có nhiều nghĩa đồng đạo. Chữ nhẫn là chịu đựng, chịu đựng hiện tại, nhẫn nại thời cơ. Tôi nói ví dụ như người ta làm hại mình, người ta phải nói rõ là gần như là mình, người ta nói xấu mình đi, mình nhẫn chịu, thì đó cũng gọi là nhẫn. Rồi cái thứ hai nữa, bây giờ này chúng ta phải nhẫn đợi. Quả sử như bây giờ này đồng đạo tu để chúng ta đợi thầy về, đợi là ngày Long Hoa Đại Hội, đợi ngày giải thoát, nhưng mà giờ thầy chưa về, Long Hoa Đại Hội chưa mở, ngày giải thoát chưa đến, thì chúng ta phải nhẫn. Ẩn nhẫn hoài chờ đợi vận hanh thông. Vì vậy chữ nhẫn này có thể nói là chúng ta phải nhẫn chịu, phải chấp nhận đời tu của mình, ẩn nhẫn mà tu đến mãn kiếp này, cũng đó gọi là nhẫn đó. Chứ không phải chữ nhẫn đơn giản mà chúng ta nhẫn nhịn bình thường đâu. Mà chữ nhẫn này muốn nói rằng chữ tu phải ráng miệt mài, đừng kể dán dài, đừng để mau lâu, chúng ta phải nhẫn gì đồng đạo. Còn nếu như hôm nay mình tu cực khổ quá, ăn chay cực khổ quá, cúng lại cực khổ quá, niệm Phật cực khổ quá, làm từ thiện cực khổ quá, thôi bây giờ tôi nghĩ làm, vậy là chúng ta không nhẫn rồi. Mà thường thường trong đạo của mình, anh em mình thường rơi vào chuyện này. Cho nên hôm nay chữ nhẫn này tôi muốn nói rộng một chút vấn đề này.
Làm từ thiện nhiều quá cực, rồi lại là nghỉ làm thì chúng ta không nhẫn rồi đó. Cái nhẫn này là nhẫn Bồ Tát đó, không phải đơn giản đâu. Hoặc vậy là chúng ta cúng lại mà hôm nay mệt quá là không cúng, nghỉ cúng gì không nhẫn rồi. Phải không quý vị? Vì vậy cho nên cái chữ nhẫn này có thể chúng ta hiểu ở nhiều góc độ. Và chữ nhục là gì? Chữ nhục là chúng ta chấp nhận. Chấp nhận chịu đựng hết. Chữ nhẫn là chúng ta, tức là chữ nhục là chúng ta phải chấp nhận. Chữ nhẫn là chịu đựng, chữ nhục là chấp nhận. Hôm nay mình đã là người tu rồi thì phải chấp nhận. Cho nên người tu chúng ta phải ví mình như đất, ví mình như nước vậy đó. Người ta đổ cái gì mình cũng chấp nhận hết đó. Đó là nhục. Chứ nếu như hôm nay chúng ta là người tu, mình còn tự tôn, tự ti cho mình thế này thế khác này, chưa phải, chúng ta chưa hành hạnh nhẫn đồng đạo ạ. Mà Đức Thầy đã dạy rất rõ rồi, ta là thân phận làm tôi, phải đền, phải đáp cho rồi mới hay. Thì đây là Đức Thầy chúng ta thực hiện hạnh nhẫn đó. Đức Thầy lúc nào Ngài cũng coi Ngài là tôi tớ, đâu hơn ai đâu. Điên đàm luận ít câu dốt nát, mong chị anh bàn bạc thế nào. Lời văn thô ý kiến chẳng cao, nội quan cảnh tâm vô kỳ vật. Hoặc giả thầy dạy chúng ta hãy bỏ cái tánh tự cường tự trọng, gắm cuộc đời cái bóng theo hình, tu hành đâu kể nhục vinh, ta làm muốn phận ngạo khinh mặt người. Mà trong bài thu đó cuối thầy đã dạy. Vì vậy cho nên cái nhục này chúng ta phải chấp nhận, chúng ta phải chịu đựng. Mình gặp cái điều vui đến với mình thì mình cũng y như vậy à. Mình gặp người ta làm cái điều đau khổ đến mình cũng y như vậy à. Thì đó là nhẫn nhục đó, đâu có gì lạ đâu. Cho nên chúng tôi muốn trình bày ở nhiều cái hướng như vậy để chúng ta thấy rõ. Cho nên ở đây thì mình không phải mình nói cái đề nhẫn nhục à, trong cái đề nhẫn nhục, đề bát nhẫn thì tôi nói rất nhiều. Ở đây thì chúng ta chỉ tìm hiểu ba hớp thôi. Thì giờ này mình nói đến hạnh nhẫn thì đồng đạo đã hiểu rồi à, cho nên thì chúng ta có thể là mình cho qua vấn đề này. Mà Đức Thầy đã dạy, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận khỏi mắt lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo nè. Nay ta đã quy cầu đạo gây gâu là trái thiết từ bi nè, rõ ràng. Thì nếu thực hiện điều này rõ ràng chúng ta lặng tâm nữa còn gì nữa đồng đạo. Sở dĩ không lặng tâm là do anh em chúng ta không nhẫn. Không nhẫn ở mặt thô, không nhẫn ở mặt tế. Cho nên gần như cái này nó âm thầm từ ở trong tâm địa chúng ta đến cái tướng bên ngoài thì nó không hết nha. Thì đó là cái hớp thứ hai. Rồi cái hớp thứ ba là trì giới. Có nghĩa là chúng ta phải giữ giới luật. Mà thật sự đồng đạo, nếu đồng đạo nào mà tinh chuyên giữ gìn giới luật thì đồng đạo thấy sẽ cảm nhận được cuộc đời, đời tu của mình hạnh phúc lắm. Cho nên hôm nay chúng ta có giữ giới luật thì mình mới cảm nhận cuộc đời là hạnh phúc. Mình không có còn phải nói rõ là xót lòng nữa. Giới luật của đạo nó rộng lắm, nhưng mà điều kiện đặt ra là đồng đạo giữ tám điều đoạn cấm được rồi. Đây là nội dung chính. Nội mà cái phần phải nói rõ là hành xử đạo nhân đó. Ở điều thứ nhất đó đến điều thứ sáu mà đồng đạo giữ được vậy là tốt rồi đó đồng đạo à. Cũng chính vì vấn đề này mà chúng ta thấy rõ là mình có những cái điều bất kịch ý này. Cho nên giới luật của đạo nó rộng lắm. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi chỉ bàn ở tám điều đoạn cấm thôi, giới hạn vậy được rồi. Bởi vì giờ này nếu đồng đạo thực hiện được bao nhiêu là chúng ta thấy đã đủ rồi đó. Đủ đắc đạo rồi, phải không? Ngoài hành xử đạo nhân từ điều thứ nhất cho đến cái điều thứ sáu, rồi chúng ta đi vào lĩnh vực học Phật và tu Phật ở điều thứ bảy, thứ tám. Thì đặc biệt ở điều thứ tám, tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha. Thì bao nhiêu đó là chúng ta không còn xót lòng. Hồi đó khi chưa giữ giới luật thì còn thương, còn ghét, còn phân biệt, còn giận hờn, còn bỉ thử, còn phân biệt, còn chấp. Nhưng khi hôm nay chúng ta thực hành theo tám điều đoạn cấm rồi thì lúc giờ lòng không còn chấp nữa. Mà lòng không còn chấp nữa thì chúng ta đã vui. Lúc bây giờ thì mình đã đạt được rồi, đâu có còn xót lòng nữa. Cho nên hôm nay theo tôi nghĩ rằng giới luật là một cái mạng mạch của đạo Phật giáo hòa hảo, cũng như của đạo Phật. Vì vậy cho nên trong kinh Di Giáo Đức Phật đã dạy rồi, sau khi ta diệt độ rồi, các người phải tôn trọng giới luật làm thầy. Dầu ta còn tại thế gian này để dạy dỗ các người mấy ngàn đời đi nữa thì ta cũng không thêm điều nào ngoài giới luật. Cho nên trong tinh thần Phật giáo, giới luật được xem là thầy của đạo Phật. Tam thế Phật pháp giới di căn bản, bản chi bắt tu đạo diễn hồ tái. Trong ba đời thuyết pháp của Đức Phật đều lấy giới luật làm đầu. Nếu giới luật không tu thì đạo còn xa lắm vậy. Giới minh như nhược nguyệt, diệt nhanh lạc châu, di trần Bồ Tát chúng vô thì thành chánh giác. Bộ kinh Phạm Võng nói về giới luật thì đã khẳng định rồi đó. Giới sáng như mặt trăng, mặt trời như hạt châu anh lạc, Bồ Tát đông như vi trần thì nhờ hành trì giới luật mà thành quả vị chánh đẳng chánh giác. Bởi vì đây là cái khuôn khổ của Bồ Tát hạnh.
8 điều đấng cấm đức thầy, 445 chữ này đó đồng đạo à. Nhưng ai thực hành đúng được 1000 điều, ai thực hành đúng theo 8 điều này là người đó đắc được Bồ Tát. Chẳng những Bồ Tát, cái nền tảng là Bồ Tát. Và sau khi mà nhất sanh bổ xứ đó, sau khi học đạo cho hoàn toàn đang trở lại cứu vớt chúng sanh đó, thì lúc giờ hoàn toàn chứng quả thành Phật đó, còn gọi là tam giác đó. Học đạo cho hoàn toàn là tự giác, trở lại cứu vớt chúng sanh là giác tha. Và khi mà tự giác cộng giác tha thì bằng giác hạnh viên mãn hoàn toàn thành Phật rồi. Lúc đó đâu còn rắc lòng nữa. Cho nên theo tôi nghĩ rằng giới luật là quan trọng lắm. Trong ba hớp này, hớp vô ba hớp, trong ba hớp này cái hớp trì giới nó quan trọng đồng đạo. Nó có luôn là giới, tức là giới định tuệ trong này rồi. Chỉ cần chúng ta có trì giới thôi thì theo tôi nghĩ rằng cái vấn đề nhẫn nhục và bố thí thì chắc không phạm. Bởi vì một người có giữ giới luật thì họ đâu có còn là tham lam, đâu còn sân nộ nữa, đúng không? Mà thầy đã dạy là chia cho bằng, ta sớm lo toan gìn giới luật, nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật để chờ. Cho nên hôm nay có giữ được giới luật của đạo rồi, chúng ta thấy hạnh phúc lắm. Mình không có còn phải, nó rõ là gần như là không còn sợ đọa lạc nữa. Bởi vì mình không tạo điều ác. Giới luật là áo giáp, giới luật là phải nói rõ là gần như nó bao phủ, nó ngăn ngừa, không cho chúng ta xa vào hầm hố tội lỗi. Cho nên người tu mà muốn được trường tồn, muốn phát triển trên cái con đường giải thoát thì giới luật là yếu tố cần thiết nhất trong đời tu chúng ta. Kính thưa đồng đạo, thì đấy là chúng tôi đưa ra ba hớp. Như vậy thì hớp vô ba hớp nó gọn lại đó là bố thí, nhẫn nhục, trì giới. Bố thí độ tham, nhẫn nhục độ sân, và trì giới thì độ mê si. Bởi vì trì giới nó giúp cho tâm chúng ta sáng suốt, không còn mê si, không còn vô minh, không còn tối tâm. Thì khi chúng ta có nhẫn nhục, có trì giới, có bố thí thì Đức Thầy dạy là ắt là lặng tâm. Ắt là nhất định là như vậy. Theo từ điển tiếng Việt, chữ ắt là nhất định là như vậy, không khác. Chữ lặng tâm tức là lúc bây giờ tâm chúng ta gọi là định tâm thần như mặt nước hồ. Lúc bây giờ tâm chúng ta không còn vọng động nữa, không còn phiền não nữa. Bởi vì mình đã có bố thí, có nhẫn nhục, có trì giới thì tâm mình lặng là đương nhiên rồi, giống như mặt hồ phẳng lặng đồng đạo. Lúc bây giờ thì gần như là chúng ta đã sinh trí tuệ, cũng giống Đức Huệ Năng vậy. Dầu rằng Ngài đã hiểu được cái tâm pháp về kinh Kim Cang trên dưới 7 tháng giả gạo, nhưng mà tâm không ô nhiễm. Nhưng mà lúc bây giờ cũng chưa hoàn toàn lặng tâm. Khi đến với tổ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, khi Ngũ Tổ thuyết cho một bài pháp về kinh Kim Cang, đến cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, thì lúc bây giờ ông hoàn toàn lắng tâm. Và khi hoàn toàn lắng tâm thì ông mới nhận định đúng rằng hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn lai động diêu, hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, hà kỳ tự tánh bổn bất sanh diệt, hà kỳ tự tánh năng sanh diệt pháp. Có nghĩa là nào về cái tánh mình vốn thanh tịnh, nào về cái tánh của mình vốn đầy đủ, nào về cái tánh mình vốn không ô nhiễm, nào về cái tánh mình vốn sanh muôn pháp, thì đó là trạng thái lặng tâm. Khi mà đạt trạng thái lặng tâm thì chúng ta sẽ tìm gặp được chủ nhân ông. Lúc bây giờ mình hoàn toàn chúng ta chứng đạo rồi, lúc bây giờ tâm chúng ta yên lặng rồi, chúng ta trở về với cái bổn nguyên rồi, trở về với bản lai diện mục rồi, đã gặp được chủ nhân ông rồi, đã gặp được tánh cũ, thì lúc bây giờ đúng với câu là ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Kính đồng đạo, vì vậy cho nên muốn tu đem được Phật vào trong tâm thì đây cũng là một cái yếu tố mà chúng ta có thể bàn. Chỉ cần hớp ba hớp này thì chúng ta tu đem được Phật vào trong tâm. Cho nên trở lại hai câu giảng này, xót lòng cái nước ma ha, hớp vô ba hớp bắt là lặng tâm, thì chỉ duy nhất chỉ có 14 chữ thôi. Nhưng Đức Thầy đã cho chúng ta biết rằng thời kỳ này chúng sanh bệnh nhiều lắm, mà đặc biệt là tâm bệnh, phiền não, rồi thương ghét, rồi mê đắm. Vì vậy cho nên hôm nay Ngài mới đưa ra con thiền đại đạo. Chỉ cần chúng sanh nương vào con thiền đại đạo của Ngài, bước xuống con thiền bát nhã của Ngài, thì tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta sẽ không có còn xót lòng, không có còn phiền não nữa. Và hơn thế nữa, trong con thiền đại đạo này, Đức Thầy mới đưa ra ba cái phương pháp quan trọng nhất mà Ngài dụng sự đạt lý. Con thiền bát nhã thì Ngài dùng là nguồn nước, nguồn xuất pháp, cái nguồn đại đạo. Và trong nguồn đại đạo này có ba phương pháp duy nhất mà Ngài phương tiện chúng ta là ba hớp nước.
Thì đó, theo cái hiểu chúng tôi, ba hớp đó là bố thí nhẫn nhục trì giới. Khi hành giả tu hành mà thật sự bố thí, trở về nội tâm, thật sự chúng ta nhẫn nhục trở về nội tâm, thật sự chúng ta trì giới không phạm vào 8 điều căn cấm, thì tôi tin chắc rằng lúc đó chúng ta đã tìm được ông Phật cũ của chính mình. Lúc bây giờ chúng ta đã hoàn toàn con đường tu hành rồi. Lúc bây giờ mình đã chứng được thánh đạo rồi, chứng được đạo quả. Thì đến lúc bây giờ chúng ta đạt được trí huệ. Mà khi đạt được trí huệ thì Đức Thầy đã dạy là kiếm huệ dứt xong rồi quả báo. O gì cửa Phật chẳng chen vào. Thì kính thưa đồng đạo, thì có lẽ là đến đây chúng tôi cũng kết thúc qua hai câu giảng này. Bởi vì hôm nay chúng ta chỉ chú giải hai câu thôi, thì thời gian cũng khá dài rồi, trên 50 phút rồi. Thì chúng tôi cũng hết sức là kính cảm ơn quý vị đã theo dõi. Thì nếu có ý kiến hay hơn ở vấn đề ba hớp đó, thì quý vị có thể bình luận, có thể ý kiến để chúng tôi hiểu, để có thể là chúng tôi nghiên cứu thêm. Thì cũng xin chân thành cảm ơn tất cả đồng đạo. Thì cuối cùng thì không quên cầu chúc cho quý vị luôn luôn được lặng tâm, để chúng ta thực hiện theo lời Đức Thầy đã dạy đó, ra ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm được tâm phát bồ đề vững chắc. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà.